Xin chào các bạn, trên tay mình đây là có cả bột nghệ, bột sắn dây, và hôm nay mình cũng đóng rất là nhiều hàng bột sắn dây cho đi ship cho khách. Thì hôm nay mình làm một cái video để chia sẻ cho các bạn câu chuyện, rất là nhiều câu hỏi đặt về bên mình, đó là bột nghệ với bột sắn dây, bột nào tốt hơn và nên sử dụng cái nào. Thì mình xin trả lời là luôn là cái nào không tốt và nó có thể sử dụng chung. Tại sao? Có một số người nghĩ là bột sắn dây thì mang tính hàn và bột nghệ mang tính nóng. Thì hôm nay mình làm một cái video để giải thích rõ cho mọi người. Thì sắn dây thì mang tính hàn là đúng rồi các bạn nhé. Nhưng cái bột nghệ này thì không phải mang tính nóng. Cái nghệ mà xay ra thì củ nghệ xay ra thì nó mang tính nóng. Nó có thể là để sử dụng để nấu ăn hay là làm gì. Còn cái loại bột nghệ này nó màu vàng, các bạn nhìn thấy không? Nó rất khác cái bột nghệ xay kia. Bột nghệ xay kia màu cam, còn cái bột nghệ màu này màu vàng. Cái màu vàng này là cái chất gọi là cucurum trong cái bột nghệ, và cái chất này nó là một chất rất đặc biệt. Mình đã làm rất là nhiều video rồi, nó chất chống oxy hóa, chống ung thư này, chống viêm này. Thì cái chất này rất quan trọng trong cơ thể con người, và để mà sử dụng bột nghệ tốt hơn thì các bạn nên sử dụng với hạt tiêu đen. Hạt tiêu đen có một cái chất gọi là paperin gì gì ấy, nó làm cho cái tác dụng đấy gấp 20 lần bình thường. Hoặc là các bạn có thể ăn với những cái sản phẩm có những bột này, nó có tan trong dầu mỡ. Vì vậy là ở Việt Nam mình hay có cái món lòng xào nghệ này, hay là một số cái món mà nấu mà đuôi, cái khấu đuôi con lợn ấy, thì để các bạn có thể hiểu hơn. Còn một sắn dây thì tính hàn, nếu các bạn mà trong những cái mùa hè tới mà các bạn có thể hoàn toàn sử dụng những cái bột sắn dây này. Mình đã làm rất là nhiều video để chia sẻ với các bạn là những cái bột sắn dây nhà mình đều là những cái bột sắn dây nguyên chất và sắn dây ta, không phải sắn dây cao sản hay sắn dây lai. Và đây các bạn có thể nhìn thấy không, những cái bột này rất vuông thành sắc cạnh. Và khi các bạn pha hay là chế biến, nó sẽ có vị thơm, vị thanh mát khác hoàn toàn với những cái sắn dây rẻ tiền nhé các bạn nhé. Thì các bạn nào mà muốn mua những cái bột sắn dây hay là bột nghệ nhà làm thì các bạn có thể liên hệ với bên mình. Nhà mình trực tiếp làm, nhà mình sẽ có những cái, nhà mình ở Kinh Môn Hải Dương, và nó có những cái khu vườn nhà mình tự làm luôn. Nếu các bạn nào cần thì hãy liên hệ bên mình. Chào các bạn.